Rồi hôm nay bắt đầu làm trang quản trị. Được chưa? Thì trang quản trị tôi sẽ tạo ra một cái thư mục admin ngay ở thư mục gốc. Thư mục admin. Được chưa? Và cái đường link của ta khi mà chạy lên đây, ta sẽ gõ vào chữ admin. Thì theo quy tắc khi ta gõ admin thì nó phải yêu cầu đăng nhập, được chưa? Thế thì để nó đăng nhập được thì bước đầu tiên tôi sẽ làm cho cái giao diện cái đó. Cái vấn đề đăng nhập ta nói sao ha, tâm ý là làm là bị đăng nhập được. Thì hôm nay tôi sẽ làm đến cái phần đăng nhập được, được nhá. Rồi thứ nhất, ở đây ta sẽ tạo ra một cái master bay. Đây ta sẽ tạo ra một cái master bay trong cái admin này. Tôi sẽ tạo ra một cái master bay. Đây item. Và ta sẽ tạo ra một cái master bay. Đây master bay. Và ta đặt tên là AD layout admin ha. Rồi thứ hai ta sẽ tạo ra một cái trang. Rồi cái trang này là cái trang sử dụng master bay, được chưa? Và cái trang này có tên là default apps. Và ở đây nó đòi tìm master bay, nhưng master bay này là master bay của admin, ta chọn là admin. Và ở đây nó có gì? Master bay layout mat. Đây nhớ là layout admin master. Rồi thế thì tôi sẽ thiết kế giao diện cho cái thằng master bay. Trước tiên tôi sẽ kéo CSS vào bút chấm à. Đây CSS này, CSS.min.cs. Rồi đó là thứ nhất. Thứ hai, tôi sẽ kéo cái CSS do tôi tự tạo ra. CSS đâu rồi? Rồi CSS ở đây là Java CDIP rồi. Đây CDIP. Đây và CSS đây là layout admin. Rồi và ta kéo cái này vào. Thứ ba, ta sẽ kéo requery vào. Requery. Rồi requery nó nằm ở đâu nhỉ? Requery đây. Và ta kéo requery min vào. Và cuối cùng ta kéo bootstrap min vào. Bootstrap.min vào. Là set s. Thay thì tôi sẽ tạo ra cái giao diện cực kỳ đơn giản cho cái layout này. Đó là deep class. À, ta dùng cái này đi. Set. Rồi. Đây ta đặt là class main header đi. Và ta copy cái này thành hai cái còn lại. Rồi cái này là main. Cái này là main và cái này là footer. Rồi cái phần nội dung này sẽ được nằm chính giữa ở phần main, nhưng trước khi nằm chính giữa phần main thì ở đây tôi sẽ đỉnh cái này đã. Deep class container, nhớ là ở đây ta sẽ dùng cái trừ này để cho nó rộng 100% này, nghe nè. Rồi tôi copy luôn cái này cho vào hai thằng chính giữa luôn.
Rồi, đưa cái này vào trong cái phần main. Chú ý là cái này luôn luôn nằm ở phần main thiết kế. Rồi ta bỏ đi cái phần này. Rồi, thế thì trong admin tôi sẽ tạo ra một cái thư mục có tên là module. Module, được chưa? Và tôi sẽ tạo ra một cái menu main menu. Đây, user control có tên là main menu admin. Rồi, tôi sử dụng supply test, tôi mượn supply test, tôi thiết kế ra Bootstrap 3 NAV. Đây, tôi sẽ có cái menu này. Rồi, trong cái này chú ý là xóa đi cái phần form đi nha, không cho phép có form. Và ở đây nó có bên trái và bên phải. Bên phải thì để login thôi, còn bên trái thì có rất nhiều chức năng. Đây, bên này là sẽ có một cái nút gọi là thoát này. Thoát này. Còn bên này thì nó có mấy cái chức năng. Đây, tôi cập đái ba cái. Rồi, và ta sẽ kéo cái master vào chỗ này. Menu, kéo menu vào đây. Và bắt đầu tôi build lại, các thứ nó ra cái gì đây này. Đây, chạy lại. Đó, nó ra được như thế này. Rồi, từ từ ta thiết kế cái này sau ha. Giờ ta sẽ xử lý login nha. Khi ta đi vào thế này, nó sẽ yêu cầu login. Thế thì ở đây, ở đây, tại cái vị trí, tại vị trí cái tập tin ASP.ASCX này, trên đầu tiên, chú ý là tập tin, được chưa? Ta sẽ kiểm tra xem độ dài của cái thằng user admin nó có chưa. Nếu như set sun và ở đây là ad user admin có chưa. Nếu nó bằng null, chứng tỏ cái này chưa có. Mà chưa có thì ta chuyển hướng trang. Giờ bắt đầu tiếp tục này. Chuyển hướng trang trong ASP.NET ta dùng Respawn.Redirect. Và ta chuyển hướng trang sang trang gì, ta gõ vào trang vào đây. À gì ở đây là login. Nếu như chưa đăng nhập thì ta sẽ login.asp.asp.x. Được chưa? Nếu như ta ghi thế này có nghĩa là nó sẽ chuyển hướng trang đến admin login ngay ở trong admin luôn. Rồi, cái này các bạn tấm toString á để nó khỏi báo lỗi ha. Được chưa? À, hoặc là như thế này. À, cái này gọi là bằng nhí. Ta ghi thế này gọi là bằng nhí. Bằng rộng này ha. Ghi thế này. Và ta chạy lên này. Ta chạy lên. Chạy lên. Và hiện nhiên là giờ nó bị lỗi. Nó bị lỗi. Đấy, nó bị lỗi này. Nó không hiểu cái biến này là biến gì luôn á. Thế cái biến này ta được khai báo ở đâu? Đây, các bạn mở cái này vào cho tôi. Đây, cái này các bạn, trong này các bạn thấy có tập tin global.as AX, các bạn mở tập tin này lên. Được chưa? Và tại application start
application start, các bạn khai báo cái này cho tôi này. Khai báo cái này. Bằng nôn. Build nó lại. Giờ ta chạy này. Nó không báo lỗi này nữa mà nó chuyển hướng trang. Là đúng. Hiện tại nó chưa chuyển hướng trang. Khi nào nó chuyển hướng trang mới đúng. Ồ chết cha này. Cái này nó còn sai luôn này. À, tôi xóa cái này đi, tôi làm lại nha. Đây, nếu như máy nào mà chưa có thì các bạn làm này. Kích phải chuột vào web, chọn add, chọn item. Các bạn tìm đến cái tập tin google.isc google. All rồi. Đây Google này. Đây. Tập tin này trong một ứng dụng chỉ có một tập tin duy nhất thôi, các bạn không cần rename gì hết. Add vào lại. À, ban đầu nó chỉ có cái này này. Tôi khi nào tôi quên luôn quên ấy, thì ở đây mới đúng này. Set sân nhí. Start. Thế thì ta đưa cái đường code ban đầu á, đây, đường code này vào đây. Cái không phải là application start đâu ha. Bắt đầu bằng null. Build nó lại. Khi nào mà nó log in thì chứng tỏ nó kiểm tra session thành công ha. Wow, nó báo gì nhỉ? Bên này nó báo biến này không hiểu luôn hả? Rồi tôi mở tập tin này ra tôi xem lại coi. Đây. ASB thực hành. Đúng rồi, cái này là đúng rồi đó. Session full name to string. Rồi đây đúng rồi mà. Sao nó báo lỗi gì nhỉ? Nếu như bằng null thì nó chuyển hướng trang. Ồ, đúng rồi. Ha, à, thấy các bạn thấy không? Này tôi này. Tôi đi vào admin này. Ok ha. Nó chuyển hướng trang sang gì? Login. Rồi. Thế thì các bạn tạo cho tôi một cái tập tin login tại đây luôn. Tại admin. Đây, tại admin các bạn tạo cho tôi một cái form login. Thế thì chú ý. Login này không sử dụng Masterbase. Không sử dụng Masterbase, vậy các bạn chọn cho tôi là gì? Web form. Không sử dụng Masterbase nha. Đây và tên nó là login.asbx. ASBX chứ không bị ASCX chứ nha. Rồi ấn add. Và ở đây ta sẽ thiết kế ra cái form login. Được chưa? Thiết kế form login thế thì tôi sẽ mượn cái Bootstrap. Tôi thiết kế cho nó nhanh. Đây một bút chap thế đây tôi kéo cái bút chap vào bút chap chấm min
Rồi. Và ghi này, tôi gõ tiếng Việt nha. Đăng nhập hệ thống ha, đăng nhập hệ thống đúng không? Rồi ở đây form class ta đặt nó một cái khung. Khung size khung. Rồi, tôi để chiều rộng cái khung này là 600. Chiều cao tôi để cho nó là min 2. Tôi cho nó là 400. Tôi bắt đinh 10. Tôi bắt đinh 20 đi. Pixel. Và tôi margin auto để cho nó căn giữa. Tôi margin top 100 pixel. Và tôi border nó 1 pixel. Và tôi cho một cái màu. Ok. Và tôi border radius nó 7 pixel ha. Và các bạn chạy lên build này. Build cái này lại. Và các bạn chạy lên. Đây, nó ra được cái khung này này ha. Ra cái khung này này. Và tôi sẽ định ở trong cái khung này, thứ nhất một cái thẻ H3 đăng nhập hệ thống. Hay là tôi sang bên này tôi mượn cái này đây. Mượn cái này Control Shift B form. Và tôi mượn cái này. Đây tôi mượn hai cú pháp này luôn đấy. Cho nó nhanh nha. Đây. Thôi cái này H3 đi. Nó bị lồi đây này. H3 đăng nhập hệ thống. Rồi thêm cho nó class test dangerous. Rồi chạy lấy lại ha. Ok, tôi cho nó test like xanh gì. Test center. Rồi xuống cái này ta sẽ điền vào tên đăng nhập rồi tên đăng nhập thì tôi sẽ kéo một cái điều khiển vào chứ không phải là cái input này, trong này không có khái niệm input gì đấy hết nha. ASB được chưa? Rồi testbot. Rồi ID bằng user cho nó ngắn đi nha. Run ad bằng server và CSS class thì bằng, các bạn ném cái này vào cho tôi, form control. Và có thể thêm cái thuộc tính này vào nữa. Rồi ở đây ta sẽ đóng lại. Lưu lại ha. Và ở đây ta ghi chữ tên đăng nhập. Đăng nhập. Ok. Và copy cái này thành một cái nữa. Là gì? Mật khẩu. Được chưa?
Và chỗ này ta sẽ đổi lại là thành gì? Mật khẩu. Và text bus. Và các bạn thêm cho tôi chữ text mode. Text mode là bằng bus nữa. Còn cái này thì tôi xóa cái chữ này đi. Và ở đây tôi không dùng điều khiển này nha. Rồi tôi sẽ dùng một cái điều khiển là ASP chấm bút tầm nha. ID bằng BTN Long in hay là đăng nhập đi. Rồi. Và tôi sẽ thêm cái chữ run ad bằng server platform class. Đừng có đô cái này nha. Mà đô cái chữ gì? BTN. BTN. Được chưa? Info test bằng đăng nhập. Nhớ là đừng có được chữ ghi chữ login nha. Tôi ghét nhất đứa nào ghi chữ login nha. Ở trên là toàn bộ là tiếng gì? Toàn bộ của mình là tiếng gì? Từ trên xuống dưới là tiếng Việt hết. Tại sao phải ghi chữ login vào đó? Chỉ đặt ra vấn đề như thế thôi. Nếu như trả lời được thì cho qua. À. Ở đây toàn bộ đây là tiếng Việt hết. Rồi cái thằng khung này thì hơi cao, tôi cho nó 300 thôi. Tôi cho bắt đinh 30 đi. Rồi trở lại. Rồi, nó nhìn ok hơn ha. Rồi, ta sẽ thực hiện đăng nhập như sau. Ta sẽ bắt một cái sự kiện ở đây. On click bằng. Ta sẽ cho nó tự động tạo ra sự kiện vào bên này. Bên này ta sẽ lấy ra user string. String. Được chưa? User bằng. User bằng test chấm test. Các bạn stream cho tôi nha. Stream để lờ máy mà ta gõ cái gì để xóa nha. String bus bằng test chấm bus chấm test. Rồi cây sau là không có stream này gì hết nha. Dấu cách vẫn là một dấu dấu nha. Rồi thế thì ở đây ta sẽ kết nối cơ sở liệu. Do vậy ta sẽ using bán giày chấm model. Ok. Và ở đây ta sẽ thực hiện model này là tên gì nhỉ? DB bán quần áo à? À hay ạ. DB bán quần áo. DB bằng gì? New DB. Rồi. Thứ nhất, tôi phải kiểm tra xem, tôi phải kiểm tra xem trong tài khoản có user hay không đã. Chứ tôi chưa bán đến mật khẩu. Được chưa? Bước đầu tiên, bước 1, tôi sẽ kiểm tra xem có user hay chưa. Thế thì tôi sẽ thực hiện count user bằng db chấm user chấm where. Và đây là gì? M chấm username bằng user. Yeah. Và tôi sẽ chấm count là tôi đếm. Nếu như count user mà có, nó sẽ khác không
là có. Thì ở đây ta gọi là có. Có user. Ngược lại else thì tôi sẽ xuất hiện thông báo lỗi ở đâu? Tôi sẽ xuất hiện thông báo lỗi ở ở đây. Tôi copy ra cái này một group này nha. Và tôi sẽ thông báo lỗi ngay ở đây. Và xóa cái này đi. Rồi tôi thông báo lỗi bằng ASP chấm TC ID bằng LT thông báo run ad bằng server. Đóng lại. Rồi thông báo lỗi. Thế thì ở đây tôi sẽ thông báo lỗi là gì? Chỗ này ta sẽ là gì? Test. Ta báo là gì? Tên đăng nhập gì? Không gì? Tồn tại. Ok. Ta build lên lại này. Giờ tôi mở cơ sở dữ liệu cho các bạn xem. Mở cơ sở dữ liệu cho các bạn xem ha. Đây là cơ sở dữ liệu của chúng ta. Đâu là đây đúng không? Cơ sở dữ liệu tên gì quên rồi. Cơ sở dữ liệu có tên là web data. Ok. Và web data đâu rồi? Web data đây. Table user. Rồi. Các bạn nhìn này. Nhìn này. Có admin không? Có tên đăng nhập là admin không? Rồi có tên đăng nhập admin. Thế thì tôi sẽ log in. Tôi sẽ log in cái tên không phải admin nha. Tên không phải admin. Tên ấn đăng nhập. Nó báo ở dưới này cho tôi là tên đăng nhập không tồn gì. Đúng không? Còn tôi ghi chữ admin thì có không? Có không? Có thì nó không báo gì nữa. Mới đúng. À, oh, nếu như thế thì trường hợp này á là nó chưa re, chưa xử lý gì hết. Rồi. Thế thì cái trừ này ta cũng nên cho nó hiển thị cho nó đẹp một chút xíu. Class CSS class không có được luôn. Đây các bạn thêm cho tôi kia deep. Thôi cái chuyện màu gì đó thì các bạn tự xử lý đi. Đây test brand rose. Rồi nó phải báo màu đỏ thì nó mới hợp lý ha. Đấy. Rồi thế thì giờ ta sẽ nhập cái này đúng. Thì tạm thời tôi sẽ ê cho tôi sẽ hiển thị ra là thông tin đúng này. Thông tin đúng. Thông tin đúng. Ok. Build nó lại này. Rồi admin. Admin. Mật khẩu gì đó tùy ấy. Ấn. Thông tin gì? Thế thì thông tin đúng thì tôi lại phải làm gì nữa? Ở đây tôi đếm là username này. Còn xuống đây tôi lại đếm cái gì? Tôi cũng đếm tương tự thế này. Nhưng tôi lại đếm là tôi lấy luôn cả hai thông tin. Count. Ghi còn sai tên. Count đây. Count.
Ở đây là account username, còn ở đây là account user. User thì nó có hai thông tin. Và pass m.password bằng password. Bằng cái password cái này. Ok. Và tôi cũng là trả em cao. Thế giờ tôi lại tiếp tục. Bếm này mà khác không thì ở đây tôi gọi là user và password gì? Tên đăng nhập và mật khẩu đúng. Còn ngược lại này là tên đăng nhập và password gì? Ở đây là mật khẩu sai. Ở đây là ghi trừ mật khẩu sai. Mật khẩu sai. Rồi, tôi build lại này. Rồi tôi ghi này. Đây là admin. Mật khẩu 1, 2, 3, 4, 5. Trong cơ sở liệu các bạn nhìn thấy nha, 1, 2, 3, 4, 5 mấy? Đến 6. Tôi đưa luôn đến số mấy? Số 6. Rồi đăng nhập. Thông tin đăng nhập, mật khẩu, tên đăng nhập và mật khẩu đúng. Rồi cái này cho tôi nhập lại 1, 2, 3. Mật khẩu gì? Sai. Thế thì khi mà thông tin đăng nhập đúng thì ta làm gì? Ta sẽ lấy ra cái thành viên. Ta sẽ lấy ra cái thành viên hiện tại. Là tôi sẽ khai báo một cái biến va. Lấy ra thành viên thì thực chất là cái lệnh này này. Hai tầm đi. Đấy, thực chất là cái này. Và chấm first lấy ra thành viên. Và tôi sẽ thực hiện gán cái giá trị này lại. Gán cái giá trị này bằng cái giá trị là đây. Copy này sang đây. Và tôi gán giá trị này lại thành item.username. Và để làm nhiệm vụ cho trang quản trị thì thường thường cây này là 1. Và tôi sẽ lấy thêm hai thông tin khác nữa. Hai thông tin khác nữa đó là full name và user ID. Cái user ID này là tôi quan tâm nhất. Được chưa? Và ở bên này tôi cần có hai thông tin nữa. Full name là item.fullname. Cái này mục đích của tôi là tôi lấy ra cái này này. Tôi lấy ra cái người này, cái tên này, hay là cái tên này. Và ID thì tôi lấy ra cái này là ID. Rồi item.id. Được chưa? Rồi tôi build lại. À, sau khi mà đăng nhập thành công, tôi chuyển hướng trang redirect response chấm chuyển hướng trang sang default. Chấm ASBX. Đây, nó chuyển hướng trang sang cái này. Sang tập tin này. Được chưa? Build lại này. Thứ nhất, ta đi ra ngoài này để cho nó chạy cái này nha. Rồi sau đó tôi đi vào set admin thì nó yêu cầu ta login. Tôi gọi nhập vào admin 1, 2, 3, 4, 5, 6.
là đúng, đăng nhập cái nó chuyển sang AS, sorry, nó dư cái chữ gì rồi? Ghi chữ gì? À, dư chữ S đây. Quay lại ha. Admin, enter. Rồi, ta nhập chữ admin 123456, enter. Và nó đi vào trong này. Ok. Và giờ ta sẽ thiết kế cái nút này là nút gì? Nút thoát. Và tôi sẽ thực hiện xử lý cái nút thoát cho các bạn ha. Đây. Nút thoát. Thế thì đi vào trong này, đi vào trong menu chứ, xin lỗi, đây có một cái nút gọi là nút thoát. Đây tôi đặt nút thoát đây, thoát. Sao nó ra nhỉ? Thoát. Thoát có nghĩa là ta log gì? Log out.asbx. Và trước khi thoát thì ở đứng trước đây tôi sẽ hiển thị ra thông tin của người người đang sử dụng. Đây, để trống. Và cái này tôi sẽ lấy cái gì đây? Phần trăm. Set sân. Và đây tôi lấy ra cái full gì? Đây này tôi đặt ra cái gì nhỉ? Tôi lấy ra cái gì này? Full name. Rồi chạy lại. Chạy. Thấy có chữ quần trì không? Thấy chưa? Và giờ ta ấn nút thoát này. Ấn nút thoát thì nó đi ra long out. Đi ra long out. Và ta sẽ tạo ra tập tin long out ở đây. Tập tin long out là tập tin này. Và đặt tên là long out. Thì long out này thì các bạn chỉ cần là thực hiện thao tác này cho tôi, ấn F7. Cái này không liên quan gì đến cơ sở liệu hết á. Các bạn chỉ cần gán ba cái giá trị này về null là được rồi. Đây, ba giá trị này về null là xong. Thế là copy cái này, đưa sang bên này và chuyển hướng trang gì? Sang login. ASBX. Giờ bắt đầu ta làm build lại. Chạy cái này. Login. Rồi, ấn thoát. Quay về login lại. Được chưa? Đó là xong cái vấn đề đăng nhập. Đăng nhập. Mà chú ý, chú ý, mật khẩu của tôi hiện tại chưa mã hóa. Được chưa? Sau này ta còn xử lý thêm cái chuyện mã hóa mật khẩu này nữa. Được chưa? Thế mã hóa trong này không sử dụng, mã hóa trong này không sử dụng được cái cách là MD5 hay là SHA1, mà các bạn viết một cái hàm mã hóa, sử dụng thư viện mã hóa để viết, để mã hóa, chứ không thể thế này được. Do vậy ở đây các bạn phải xây dựng ra một cái lớp liên quan đến mã hóa riêng. Được chưa? Đây
các bạn có thể, nếu như mà các bạn có thể lên trên mạng download một cái thư viện mã hóa về, mã hóa cũng được. Rồi, thế là ta làm xong admin, bây giờ bắt đầu tôi đi làm trang quản trị nha. Thứ nhất, menu đây ta phải gõ lại cho nó đẹp một chút xíu. Menu đây là từ gõ. Đây, menu này từ gõ. Tôi sẽ gõ ra một số thành phần này. Thứ nhất, ta sẽ quản lý gì? Sản phẩm. Tôi làm demo một thứ thôi nha, còn những thứ còn lại như kiểu là tin tức thì các bạn nhi bài viết các bạn tự làm. Tôi demo cái này thôi. Đây là danh sách sản, danh sách sản phẩm. Còn ở đây là thêm nhi sản phẩm. Còn dưới này, dưới này đó là danh sách loại sản phẩm. Còn ở đây là thêm loại sản phẩm. Và ta thiết lập đường link cho nó. Default.asbx hỏi option bằng, đây là product. Còn cái này là thêm thì ta có get bằng insert. Cái này là danh sách loại sản phẩm, là category. Và cái này là thêm loại sản phẩm, sản phẩm là kết bằng insert. Bắt đầu tôi tùy biến đường link cho các bạn xem. Cái line này để cho nó đẹp thì ở cái trang, ta đóng hết cái này đi nha. Để cho nó đẹp, cái thằng này các bạn nên thêm cho tôi cái chữ tiêu đề quản trị hệ thống. Rồi, cái line này. Rồi, thứ nhất, ta ấn vào đây. Ta ấn vào đây, nó ra đường link này. Nó ra đường link này. Ấn vào đây nó ra đường link như này. Và ấn vào đây nó ra đường link như này. À, thế thì tôi sẽ demo cho các bạn là cái này. Tại sao ta kích vào đây, nó có gọi cái gì vào đây không? Thế thì ta sang cái trang bên này ta coi này. Đây, các bạn copy cái đường code này cho tôi. Copy đường code này này. Đường code này, copy luôn cả cái đường code này. Và các bạn đưa về cái trang web của mình, trang admin. Và các bạn để phía sau cái chuyển hướng trang này là tùy biến URL. Rồi các bạn đưa đường code này vào. Thế thì component, các bạn tạo ra một cái thư mục component. Và ở chỗ này là admin. Admin là cái này, component này, được chưa? Và ở đây thì các bạn chỉ kiểm tra cái chức năng này thôi, còn cái ID thì không quan tâm. Đổi một chút xíu, nếu như không có get thì là default, còn có get thì lấy get ra, không phải chữ này mà lấy get ra. ToString. Nó chỉ khác chỗ này thôi. Và
Bên này ta có một cái điều khiển có tên là ASB. ID bằng nội dung run ad bằng server, đóng lại. Và cái nội dung này ta sẽ truyền vào đây. Và ta build lại. Giờ bắt đầu ta chạy lại này. Ban đầu nếu như đi vào thế này thì nó sẽ chạy vào đâu? Xem nha, nó chạy vào đó có lỗi gì không nè. Rồi ta log in nè. Và các bạn thấy nó chạy vào đây nó bị lỗi nè. À, ở đây ta không có khái niệm là trân chủ ở đây nữa, mà chỗ này là ta đặt là dashboard bảng điều khiển. Thế thì trong này ta phải có cái dashboard. Và trong này ta có tập tin gì? ASH. Và ta ghi là đây là bảng điều khiển. Ok, build nó lại. Chạy lại này. À, các bạn thấy khi mà admin này cứ mỗi lần build lên nó lại bắt buộc vậy mình phải làm gì? Làm gì đấy? Cái đăng nhập rất là cực. Cứ mỗi lần các bạn phải build là bị đăng nhập, build là bị đăng nhập. Đó phải cách tốt nhất khi các bạn làm là các bạn log in xong này các bạn hủy cái chức năng chuyển hướng trang đi. Đây. Giờ này nó ra bảng điều kiện. Thế thì ta kích vào đây nó ra vào gì đây? À đâu? Thiếu cái gì đây? Đây, thiếu product. Được chưa? Và trong product này thiếu gì? Default. Đây là danh sách sản phẩm. Ok ha. Rồi lưu lại chạy này. Đấy, cái mỗi lần làm như vậy rất là cực, phải log in này, rồi sau đó lại phải kích gì? Kích lại đây. Sao vậy? Build đây mà. Long in. Đây, đây là danh sách sản phẩm ha. Rồi. Tiếp tục này. Thế thì giờ các bạn ở đây các bạn làm gì cho tôi? Control Shift P. Rồi, thứ nhất copy cái này. Đấy. Và cái chỗ này các bạn deep class route. Deep class column MD 6. Bên này là 6 nữa. Cái này là test. Right. Còn cái này là ký trừ danh sách sản phẩm. Ra gì?
Ok. Và bên này các bạn có mấy cái nút như là nút thêm, nút ấn vào để thêm và nút vào thùng rác. Do vậy ở đây ta tận dụng cái này, chức năng của thằng này, Ctrl Shift B, bút link bút tầm. Còn copy hai cái này rồi vào cho tôi, vì hai cái này là link nha mà. Và cái này gọi là thêm mới sản phẩm, và cái này là thùng thùng rác. Và chạy lên thêm thì ở đây là tôi đặt là info, thùng rác ở đây là dangerous và đây tôi đặt là btn sm, cái size của cái thằng nút sm. Rồi các bạn trở lại, nó ra gì nè, cái này là thiết kế thì không cần build ha. Trở lại hai cái nút này, rồi ấn vào đây thì nó chạy vào thêm, ấn vào đây thì nó chạy vào thêm. Có nghĩa đường link của ta là gì? Default.asbx hỏi option bằng sản phẩm. Sorry, ở đây là gì? Ta đặt tiếng Anh product và kết bằng insert. Rồi copy này xuống. Cái này là thùng rác thì là gì? Trash. Rồi các bạn là chèn icon vào cho nó đẹp này nha. Chèn icon vào cho nó đẹp. Hay là chỗ này là ghi chữ thêm mới thôi. Ghi chữ thêm mới sản phẩm nó dài quá. Rồi xuống ở chỗ này thì các bạn sử dụng cái Table. Đây các bạn copy cái này. Đây là table KD. Và table này các bạn thêm một số. Đây. Chức năng border đây này. À. Hover và border. Ok. À, hover có rồi, border thôi. Và các bạn định dạng cái này là cho tôi là my table. Nhớ là định dạng cho tôi cái ID này, my table. Ok. Rồi, thế thì ở đây ta sẽ định dạng cái gì? Thứ nhất là hình, hình sản phẩm, hình này. Thứ hai là tên sản phẩm, tên sản phẩm. Thứ ba là tên loại sản phẩm, tên loại sản phẩm. Và thứ tư đó là trạng thái. Thứ năm là sổ. Thứ sáu là xóa. Thứ bảy là ID. Rồi, trạng thái, sổ, xóa và cuối cùng là ID. Rồi, tôi sẽ đặt chỗ style độ rộng như thằng này, wide 100 pixel. Rồi những cái thằng còn lại, cái nào cần quan tâm độ rộng, thế thì hai cái, ba cái cuối cùng, bốn cái cuối cùng tôi quan tâm đến độ rộng. Cái này tôi khoảng 30 thôi. Rồi xóa tôi khoảng 80. Cái này khoảng 80. Và tôi có thêm một cái CSS. Cái này tôi cho test, test center.
Nó ra được cái gì thì một tí là chạy sẽ thấy. Đây. Và tôi chạy lên này. Ok ha, thấy nó căn đều ha. Và tiếp tục các bạn vào cho tôi data. Data table. Đây. Nhìn nha. Nhìn đường link. Các bạn copy đường link này. Copy cái này. Để vào đây. Download cái này về cho tôi. Save lại. Save trên màn hình desktop á. Cứ save trên màn hình desktop một tí là ta nhúng vào sau. Cái thứ hai là cái này. Rồi cái thứ hai, save lại. Và cái thứ ba có cái đường code này này. Cái đường code này này. Được chưa? Copy cái đường code này. Các bạn bỏ trong cái phần gì? Ở cuối trang này. Cuối trang, cuối table đi. Các bạn đặt cho tôi hay là cuối trang luôn. Thêm cho tôi cái đoạn mã script. Và thêm cái này vào. Và chỗ này là my table là đây, my table đây. Đây với đây là một. Ok ha. Đây là my table. Rồi nhiệm vụ của bạn đó là copy hai cái tập tin vừa rồi tôi đao về. Tập tin đâu rồi? Sao dài thế? Đây. Đây là set S thì các bạn copy vào trong set S. Đâu set S đâu? Content. Dán vào. Thứ hai Java script các bạn copy. Các bạn ném vào script. Dán vào. Và các bạn nhúng cái hai cái đoạn mã vào đó masterbase. Đây. Set S này, cuối cùng này. À sorry ở đây, trên cái của mình. Trên cái của mình các bạn ném vào cho tôi. Sao rồi? Tập tin nào? Đây đúng không? Rồi. Sau cái này các bạn ném cho tôi cái script ở đâu là nhỉ? Đây. Và tôi build lên này. Các bạn thấy nó được cái gì này? Nhìn này nhá. Login. Đây. Vào danh sách. Chưa ra cái gì luôn. View suộc. À xin lỗi. Nguyên nhân là nó không ra vì ở giới chưa có gì thôi. Rồi xong rồi. Cái này. Cái này Đây. Ở dưới này nó chưa có gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây 7 đúng không? Thế ở đây phải lặp lại mấy lần? 7 lần. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Và cái này được lặp đi lặp lại nhiều lần thì tôi sẽ thực hiện thêm điều khiển là ASP repeat ID bằng repeater product lead product. Không đối chuyển nha. Bằng run as server. Cái này đóng lại và cái này đồn code được lập đi, xin lỗi. Item nhí. Và đây. Rồi. Thế thì ở cái chỗ đầu tiên là in the hình. In the hình thế thì tôi sẽ thực hiện là đây tôi sẽ dùng cái email ha. Đây, dùng cái này để in ra hình.
Hình sẽ in ở đây. Hình được đi ra khỏi thư mục Admin, đi vào thư mục gì? Đi ra khỏi thư mục Admin và đi vào thư mục gì đây? Email. Product. Và lấy hình ở đây. Hình thì các bạn để ý là gì? Ta phần trăm này. Và E gì? IM. Ok. Rồi. Thứ hai là gì? Tên. Tên là gì? Name ha. Và cuối cùng là gì? ID. ID ha. Rồi mấy cái còn lại thì tạm thôi tôi chưa lấy. Thế thì ta sẽ sang phía bên code này. Thứ nhất ta using cái gì? Using bán giày chấm một đồ. Và đây tôi sẽ lấy dữ liệu lên là DB bán quần áo DB bằng new. Rồi và tôi lấy tất cả sản phẩm lên. Và lead bằng db chấm products chấm on à đấy chỉ cần sorry chấm tu gì thế này là được rồi. Và bên này là trừ gì nhỉ? Thế thì ta chỉ cần là chấm data gì suộc bằng list chấm to list to list rồi chấm data rồi các bạn build lại đây ra cái gì đăng nhập. Và đi vào danh sách. Ok các bạn thấy à? Khi mà cái bảng này không bị lỗi nữa. Cái bảng này không bị lỗi nữa này thì các bạn thấy cái chức năng này nó ra. Được chưa? Giả sử tôi giờ search zin phát hiện ra và ở đây nó có phân trang luôn rồi. Trang của trì ta không cần phân trang gì hết, ta chỉ cần lấy ra thế này thôi. À, nếu như ai mà làm luận văn hoặc là đề tài thì cái này cần làm nâng cao hơn một chút xíu, còn nếu như mà làm môn học thì lấy tất cả là được rồi. Còn ai mà làm đề tài thì ở chỗ này không thể lấy tất cả được. Vì giả sử ở đây nó có 1.000 sản phẩm, nó lấy ra 1.000 sản phẩm rất là nặng. Do vậy ở bên này các bạn phải sử dụng một kỹ thuật là server client. Rồi cái đó thì hôm sau gặp tôi trao đổi sau. Còn cái đó thì các bạn cho là đó. Hai buổi hôm nay thì các bạn chỉ cần làm cho tôi đến đó có cái giao diện admin đẹp. Được chưa? Có thể lên trên mạng download giao diện về nhúng mà. Còn nếu như mà không thích thì làm y hệt như tôi thế này cũng được rồi. Ha? Hoặc là download về hoặc là gì? Như thế này.